mình. Hello, Thanh Vũ xin chào các bạn. Thanh Vũ rất vui được gặp lại các bạn trên cái kênh Thanh Vũ miền Tây Vlog. Hôm nay thì gia đình của Thanh Vũ làm lúa, cho nên đang bây giờ thì đang đợi máy lên cắt, cho nên gia đình cũng chuẩn bị sẵn nè. Đây là những cái bao điện và cân dây chuẩn bị sẵn, đợi trước khi máy lên thì nó sẽ điện là lên để cắt lúa liền, và máy cũng chuẩn bị sẵn luôn. Sau một ngày đợi chờ thì cuối cùng thì người ta cũng điện kêu lên để mà cắt lúa. Đây giờ mấy chiếc máy thì đang cắt ở bên kia kìa. Ở này thằng ngủ đây, đây mới bao bị rồi. Đem lên chuẩn bị lát cắt mà. Nãy chạy vỏ máy lên. Cái mốt bao hả? Sau một ngày chờ đợi thì cuối cùng thì máy cắt cũng qua, cắt cho mình. Cuối cùng thì sau một ngày chờ đợi thì người ta cũng qua cắt lúa cho mình. Nãy cắt là nãy đó là cái miếng là miếng đất nhỏ, gia đình thường gọi đó là miếng đất xéo, bởi vì nó miếng đất nó xéo xẹo à, có 1 công à, có 1.000 mét vuông à.
Giống bên đó rau giống gì ta? 3 số 5. 3 số 5 hả? 3 số 5 là trúng gì dữ trời. Dữ trời. Làm gì trúng dữ trời, quan năm mọi người có ai dám làm không? Có bây giờ chơi gì? Nữa thì cắt của anh trước hay là gì? Cắt của anh trước hay là bên đây chứ? Dễ vậy không chịu. Mọi người ở đây là mọi người đều đợi cắt lúa nè, mà tối nè, không biết cắt kịp không các bạn. Hả? Nó muốn quay phim hả? Rồi đúng rồi. Ở ngoài lộ. Sửa rồi à các bạn.
Sao trời ơi, lên tới. Nãy nó bay sát tới rồi. Ờ, cũng không kịp nổi đâu, nó biết mình nó né chứ. Ai? Đủ nó không thấy hả? Bay nãy giờ không thấy. Thằng lấy tôi nó có biết gì đâu mà nói. Ủa này mấy công anh Vũ? Chính công. Rồi lai cam. Nó của mấy thằng bên đài truyền hình hay là bên YouTube không biết. Cái đó của đài truyền hình hay là YouTube không biết. Ủa bộ chắc... hôm nay ký YouTube hay vậy? Ừ. Thấy cầm gọi quay hoài. Ừ. Cái kênh tên gì vậy? Thanh Vũ miền Tây, Vlog. Thanh Vũ hả? Ừ. Rồi rồi, để tối nay gõ lên là thấy nha, phải không? Ừ, Thanh Vũ miền Tây, Vlog. Ừ. Tối nay đâu làm kịp đâu, đâu dựng phim kịp. 2-3 ngày nữa. Được nhiêu like? Cũng được mười mấy ngàn người đăng ký rồi. Rồi chạy được rồi. Xong hen, xong với tôi hen. Rồi cái này còn bỏ bao lại luôn. Wow. Đổ. Sáng giờ làm được nhiêu công rồi? Không nhớ đâu hả? Xong luôn. Chắc này không có thế rồi, nó tuôn ra ngoài. Rồi xong. Lúa tối quá trời tối, cắt xong tối quá trời tối, chính vì thế chắc phải ngủ ở lại đây quá các bạn ơi. Thôi ăn giờ
chuẩn bị mùng này kia nọ để mà ngủ. Ngủ tại đồng luôn rồi các bạn. Chuẩn bị mùng luôn rồi. Để mà tối nay phải ngủ ở đây giữ bà lúa. Để đây, nếu mà để lúa trên ruộng trên đây mà không ngủ giữ là mất hết. Bởi vì ở chỗ anh Sơn, ảnh đặt rồi, ảnh bơm nước ở trên đây nè. Ảnh bỏ về thì người ta cũng lấy tiêu cái máy. Cho nên là đang giờ mình phải chuẩn bị ngủ. Ở lại đây ngủ để mà giữ lúa này mới được. Miếng lúa ở đây thì người ta, nhiều người ta cắt, người ta cũng đem về đây. Và đem về đây thì cũng nhờ mình giữ luôn à. Mọi người đều về hết trơn à. Còn có một mình thì ở đây ngủ để giữ. Sẵn giữ người ta nhờ giữ giùm luôn. Đây, cái mùng của mình nè. Các bạn. Một nóc. Ở đây thì muỗi nhiều lắm. Đây có muỗi rồi nè. Mới văng đây mà có muỗi. Tăng mù lại. Cho muỗi đừng vào. Trời, bữa nay lạnh quá. Chiều tối cái sương nó xuống. Rồi, vậy thôi. Mình ngủ đây các bạn ơi. Sáng rồi các bạn ơi. Giờ thức dậy. Chung gà xem. Wow. Oh. Sáng hôm nay sương mù nhiều quá. Đống lúa nè. Mọi người gửi rất là nhiều luôn. Nhiều chủ gửi. Sương mù quá trời mù. Các bạn. Ông mặt trời cũng sắp sửa lên rồi. Nhìn thấy. Sương sương ướt. Gọi đồng lúa cài. Mọi người gửi đây. Hôm trời lạnh quá trời lạnh luôn. Ngủ cũng hơi khó ngủ. Bị mùng dân không có cái tấm cao su để mà che ở trên á, cho nên sương xuống cũng hơi lạnh, cho nên cũng hơi khó ngủ một chút. Sáng sớm cảnh đẹp rồi, cảnh bình minh đẹp không. Phía bên này thì sương mù, ông mặt trời cũng vừa lên, thấy màu sắc tươi ha. Giờ sương mù nè nè. Nhìn thấy cảnh rất là đẹp ha. Ở đây nhìn thấy sương mù giống như mây che phủ những lùm cây ha. Nhìn thấy cũng rất là đẹp. Đó, quá đẹp luôn. Đúng là buổi sáng. Buổi sáng thành ra cảnh tượng nhìn thấy đẹp. Thôi, giờ mình đi cuốn mùng cái. Sáng này.
xưa thì ướt quá, về bữa nay phải giặt mới được. Chúng ta mình làm gì đây? Để đây lát cho nó khô về mới giặt mới được. Đi xúc miệng nhé. Lại thêm một đêm nữa các bạn ơi. Tối ngày hôm nay ngồi đợi để mà căng lúa, và cuối cùng thì không căng được. Bây giờ tiếp tục ngủ thêm một đêm nữa. Đêm nay nữa là đêm thứ hai. À, đống lúa là đống lúa của Vũ nè. Còn ở đây thì người ta gửi. Bây giờ ta về hết rồi. Giờ đêm nay tiếp tục một mình. Thanh Vũ ở lại đây tiếp tục ngủ nữa, giữ thêm đêm nữa. Đêm nay thì hầu như là có gió nhiều hơn, giờ lại muỗi nhiều hơn. Đây cái liều chỗ Vũ ngủ đây, ngồi ngoài thì muỗi dữ lắm, muỗi chính như thế mà lại là cần phải chung vô mùng ngủ liền mới được, nhưng ngồi ngoài muỗi dữ lắm muỗi. Ăn mùng lại mới được. Gọi thưa con mũi nào. Rồi. Mền. Đó, gió thổi như thế. Bữa nay gió nhiều hơn mọi khi. Ồ, con thằng lặng á. Thằng này sao mà chui vô trong mùng được không biết. Chui vô đây không được nữa. Kệ nó đi, tối nay cho nó ngủ với Dương Vũ. Ồ, không có con muỗi nào hết. Rồi, tắt máy đi. Lại chào mừng một ngày mới tuyệt vời nữa. Sáng rồi. Để xem uống lúa. Hôm nay bắt đầu. Kiểm tra để trong lúa cũng ổn định, an toàn, không có gì cả. Wow. Không có gì xảy ra. Cũng bụng cái. Hôm nay thì ngủ lại ngon hơn, đánh giấc là tới sáng luôn. Không gì trời.
Bạn biết cái con này con gì không? Con thằng lặn hôm hôm suốt đêm ngủ với tôi nè. Wow, thả đi. Con nó ngủ chung cũng ngủ ngủ ngon. Thêm cái áo ấm như vậy không thấy lạnh không. Sau 2 ngày 2 đêm chờ đợi thì cũng có kết quả. Bây giờ thì gà lúa nó cũng vô cân. Mấy người bóc giác với lội vô trước. Ủa, hồi sáng giờ đánh bài hả? Đánh bài đợi chờ hả chị? Đưa lên. Đánh bài ăn quỳ mà. 50% á. Nó quánh bài 1 vòng 1 triệu. Đánh 20 điểm á. TikTok à. TikTok à. Không. Mày hả bảo. Cái đây mệt trời. Từ nãy giờ có ai thắng thua gì chưa? Giáp lại thành thành luôn á. Đủ cây hả? Đủ rồi. Giáp lại vậy mà. 7 cây. Bảy cây. Ủa gầy gầy gầy. Ghe nó chưa vô hả? Thủ tròn bài đi. Đang căng nè, bên bản hả? Thu phí cái điểm nha. Bao đâu anh của ơi?
đủ má bài gì đó mà không chịu mà trời ơi cho mày một chỗ luôn đại đạo đi rồi không mà không có quýnh lộn nghe em ngồi vô lưng nó mà em xuống anh ăn đi anh ơi cho nó quýnh cho em chỗ cái gì buồn đâu quá nè xin giá nhau bỏ luôn á em mới kêu anh nhịn đi anh ơi tới được thằng ơi tới thằng đi nó đó ớt mé bây giờ tới què được á không đưa nào tới được từ 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 minh nó bàn hai bánh á nó bốn con heo được đủ má ba heo quýnh nè quýnh nó ánh bỏ chưa hai chín bảy cái hai bốn sáu cây phải không đủ mấy gì nó có cực quýnh nó ánh bỏ tiếp tục đợi chờ nữa tưởng đâu tới căn ngày còn đợi chờ chút xíu nữa nè các bạn ghe nó tới rồi nó đang căn bên kia kìa. Sau khi căng bên kia xong rồi mới qua bên đây căng. Căng xong chủ bên bển á rồi mới qua. Tiếp tục căn của Thanh Vũ và cùng với mấy cái người hổm đài đã cắt rồi gửi đây nè. Đâu chụp hình đâu quay phim lại. Quay YouTube. Công trình đợi hổm gài 2 ngày 2 đêm mà bây giờ mới gặp mấy ông lại đây căn nè không mừng sao được. Kệ đi. Người thì bận đồ này, người thì bận đồ khác chứ. Cái mấy anh kia kìa. Đó. Ủa có cái gì không mà sợ công an? Mở không không quay rồi không đưa lên mạng là chết rồi. Phần này là tôi coi không có được nè, không có nó chứ nó chặt hết cái cân mình được. Ông cuối tôi cùi nè, tôi với ông cuối nè. Sao sao? Vô em. Năm mươi mốt sáu.
Rồi mượn viết đi. Cái bãi này nó không đủ ghế luôn rồi. 498. Cái chú hồi nãy không có qua đây không, mượn chú ly đi cho nó lẹ chút. 54. Ủa ghi giùm mày, nhanh ghi ghi giùm bả đi. Rồi mấy ngoài giá tôi ghi giùm vô. Thì ông lấy tiền bên đây nè. 76. Đi tấn 10.000 nó vô kia đi. Rồi anh em giác cũng gần xong rồi. Cũng công hả? Mới nữa bằng 20 tao cũng nửa công đấy. Xong, mọi người căng xong rồi, bây giờ mọi người ra về. Rồi, tất cả mọi người đều căng xong. Cũng như Thanh Vũ cũng đã căng lúa đã xong. Giờ thì Thanh Vũ xin tắt máy tại đây. Thanh Vũ cũng cảm ơn các bạn đã xem hết cái video này. Và nếu như anh chị và các bạn thấy hay, anh chị các bạn có thể đăng ký kênh hay comment hay có một cái lời bình luận nào đó để cho Thanh Vũ có thêm cái động lực để làm thêm nhiều video hơn nữa. Vâng, Thanh Vũ xin cảm ơn tất cả anh chị các bạn. Chúc cho anh chị các bạn luôn luôn vui vẻ, khỏe mạnh, hạnh phúc. Bye bye.